Theo Sky Sports, tỷ phú người Qatar Sheikh Yassin bin Hamad Al đã đưa ra mức giá kỷ lục thế giới cho Manchester United trước thời hạn 21 giờ tối nay, 23 tháng 3. Mức giá mà Sheikh Yassin đưa ra chắc chắn không dưới 5 tỷ bảng Anh. Con số này sẽ phá vỡ kỷ lục 3,75 tỷ bảng Anh khi đội bóng bầu dục Denver Broncos được bán vào mùa hè năm ngoái cho Walton Bentley Family Ownership Group. Bên cạnh đó, tỷ phú Jim Ratcliffe, ông chủ của iNews, cũng đưa ra một mức giá được cải thiện hơn so với lần ra giá đầu tiên. Dù vậy, giới truyền thông Anh đồn đoán rằng mức giá của ông Jim Ratcliffe rất khó cạnh tranh với lời đề nghị từ Sheikh Yassin. Sheikh Yassin và Ratcliffe là những ứng cử viên hàng đầu, nhưng cho đến hiện tại, chưa có ai đáp ứng được mức giá 6 tỷ bảng mà nhà Glazer yêu cầu ở lần đàm phán đầu tiên. Kevin Soheker, phóng viên của Sky Sports, người theo dõi diễn biến thương vụ này chia sẻ trên sóng truyền hình. Nếu ai đó đến và đưa ra mức giá 6 tỷ đến 7 tỷ bảng Anh, nhà Glazer sẽ nhìn vào đó và nói rằng đó là mức giá tốt. Họ sẵn sàng bán câu lạc bộ với giá đó.